Xin chào các bạn, ngày nay hẳn là fitness tracker đã không còn là một khái niệm quá xa lạ với giới ưa tập luyện thể thao. Nó được ví như hội viên thường trực của phòng tập gym, đồng thời thì cũng là một công cụ hữu ích giúp chúng ta chuyển đổi những thói quen xấu thành một lối sống lành mạnh hơn. Dù là dân chơi thể thao hay là những người bình thường thì ai cũng cần có một dụng cụ để giúp bạn có thể kiểm soát được các thông số tập luyện hiệu quả hơn. Đó chính là lý do Garmin Vivo Sport ra đời. Nếu trước đây bạn đã từng rất say mê hai mẫu đồng hồ của hãng là Garmin Vivo Smart Hardware Plus và Garmin Vivo Smart 3 thì Vivo Sport chính là sự kết hợp của hai dòng sản phẩm nổi tiếng trên. Hãy cùng mình đánh giá xem vì sao bạn nên bỏ ra một số tiền kha khá để chọn mua dòng sản phẩm này nhé. Trước hết thì mình rất ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ năng động của em Garmin đậm chất thể thao này. Vivo Sport có thể là phụ kiện hoàn hảo, phù hợp với mọi dịp đi chơi cùng bạn bè, đi uống cà phê hay là đi tập luyện. Em nó thì khá mỏng, đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái cho cổ tay, thậm chí là bạn sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của nó dù đeo cả ngày. Quai đeo cao su thì cũng mang lại một cảm giác năng động và co giãn tốt, và Garmin thì hứa hẹn chất liệu quai đeo cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cơ thể khi mà bạn tiết mồ hôi do tập luyện. Có một sự thay đổi lớn ở em Vivo Sport này so với các dòng fitness tracker khác cùng hãng, bởi vì nó chỉ mỏng có 10,9mm, thấp nhất trong đại gia đình sản phẩm Garmin, từ đồng hồ thể thao đến vòng đeo theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên màn hình của Vivo Sport thì có phần hơi nhỏ và độ phân giải không được cao. Nhưng với việc hiển thị màu sắc đã giúp nó không bị đối thủ cạnh tranh là Fitbit Chat 2 bỏ rơi. Em nó có độ sáng rất tốt, bạn vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ nội dung hiển thị ngay cả khi ở ngoài trời nắng gắt. Toàn bộ thiết bị không hề có nút bấm, lần đầu mua về thì các bạn sẽ phải cắm sạc để bật nó lên. Cái kiểu bật bằng cắm sạc tuy không mới nhưng mà mình thì chẳng thích chút nào. Do nó không có nút nguồn nên đôi khi muốn tắt cũng chẳng tắt được, bạn chỉ có thể tương tác với màn hình bằng thao tác quẹt quẹt thời thượng, vuốt, chạm và giữ. Khi mà bật lên thì các bạn có thể xài ngay mà không cần cài đặt gì nhiều. Tuy nhiên tốt nhất thì vẫn nên dùng app Garmin Connect để có thể khai thác tối đa tiềm năng của sản phẩm. Phần mặt sau là cảm biến nhịp tim với chân sạc. Garmin rất tôn trọng truyền thống là mỗi dòng sản phẩm mỗi kiểu chân sạc khác nhau. Thậm chí là cùng dòng khác model có khi cũng không dùng chung sạc được. Nên nếu bạn có xài nhiều đồ của Garmin thì thể nào dây sạc cũng có một đống. Nổi tiếng trên thế giới về định vị GPS, Garmin đã mang đến công nghệ này vào Vivo Sport và nghiễm nhiên trở thành đối thủ đáng gờm của các dòng fitness tracker khác đang có trên thị trường, bởi vì tính chất này xuất hiện rất ít và không phổ biến ở phân khúc này. Dĩ nhiên bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều với GPS cài sẵn, chẳng hạn như là luyện tập ngoài trời thoải mái, không cần mang theo điện thoại bên mình mà Vivo Sport vẫn có thể theo dõi địa điểm và quãng đường mà bạn chạy bộ, đạp xe hay là đi bộ. Về độ chuẩn xác thì nó khá ổn, chỉ xê dịch nhiều nhất từ 1 đến 2 mét so với các thiết bị đáng tin cậy khác. Có rất nhiều tính năng hay và mới được gói gọn trong thiết bị này, và việc theo dõi tập luyện là những gì em Vivo Sport thể hiện sức mạnh rõ rệt nhất. Trái tim là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong cơ thể. Mỗi biến động hay là thay đổi trong nhịp tim một cách bất thường có thể gây ra những tác động tiêu cực đến toàn bộ cơ thể. Vì vậy, một trong những tính năng cần thiết trong mỗi thiết bị theo dõi sức khỏe được quan tâm nhất chính là khả năng đo nhịp tim liên tục 24/7. Với công nghệ cảm biến tiên tiến, độ chính xác cao, Garmin Elevate Vivo Sport sẽ theo dõi nhịp tim của bạn cả ngày, bao gồm cả lúc nghỉ ngơi. Về độ chính xác thì không thua kém gì đàn anh kiệt xuất Forerunner 935. Em nó còn có cảm biến chỉ số stress dựa trên thông tin nhịp tim, giúp bạn có một cái nhìn rõ hơn về sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của mình, từ đó phòng cháy hơn chữa cháy. Một tính năng hữu dụng khác chỉ có trên Vivo Sport đó chính là đo chỉ số VO2 max, vốn thuộc về các dòng cao cấp của Garmin. Chỉ số này phản ánh sức mạnh thể chất và sự dẻo dai bền bỉ của một người. Con số càng cao thì sức bền càng lớn. Tuy nhiên mỗi người có một hạn mức nhất định, nếu luyện tập quá sức sẽ nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng. Vì thế thiết bị sẽ theo dõi, tính toán dữ liệu trong quá trình tập luyện của bạn và đưa ra chỉ số VO2 max nhằm nhắc nhở người tập một cách có chừng mực và không gây nguy hiểm. Ngoài các chức năng chính của một chiếc vòng theo dõi sức khỏe như là đếm bước chân, đếm bậc cầu thang, theo dõi giấc ngủ, theo dõi lượng calo,
Vivo Sport còn được cài sẵn các ứng dụng riêng dành cho các bộ môn thể thao như là chạy bộ, đạp xe, tập gym hay là cardio giảm cân. Các chỉ số sức khỏe và hoạt động này được tổng hợp lại trong ứng dụng Garmin Connect trên smartphone, giúp người dùng có được cái nhìn tổng thể về tình trạng sức khỏe cũng như mức độ hoạt động thể chất của mình theo thời gian. Mặc dù có thể bạn không cần phải kết nối với điện thoại, tuy nhiên nếu vậy thì dùng nó sẽ không xứng tầm. Với việc kết nối, Vivo Sport có thể giúp bạn tạo lịch, hẹn chạy hay là thi đua với bạn bè. Em nó còn giúp bạn bắt kịp với cuộc sống bận rộn bằng việc cho phép bạn xem email, tin nhắn, các thông báo xã hội và nhiều hơn nữa ngay trên cổ tay của bạn. Về thời lượng pin, theo như hãng công bố là 7 ngày ở chế độ bình thường. Theo như mình test thì em nó trụ được từ 5 đến 6 ngày nếu hoạt động liên tục với lượng thông báo từ điện thoại liên tục hiển thị. Khi tắt các tính năng không dùng và giảm độ sáng màn hình hoàn toàn thì trụ được hơn 1 tuần. Với việc kích hoạt GPS thì nó chịu được khoảng 8 tiếng liên tục. Garmin Vivo Sport là một sản phẩm rất đáng để bạn sử dụng với thiết kế mỏng, nhẹ và tính tiện dụng cực kỳ tốt mà nó mang lại. Đặc biệt sản phẩm có thể đeo đi bơi hoặc đeo lúc tắm với chuẩn kháng nước 5ATM. Hiện tại thì sản phẩm này đang được bày bán tại các showroom của An Tiến với mức giá hơn 4 triệu đồng. Nếu bạn đang muốn đầu tư cho sức khỏe và cho việc hỗ trợ tập luyện thì chẳng gì phải đáng tiếc đúng không nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của tụi mình nhé! Và đừng quên để lại một subscribe và một like để cập nhật những video mới nhất về các dòng sản phẩm hỗ trợ thể thao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!